Lại nữa, thiện hiện, giả sử có ác ma đi đến chỗ của tất cả đại bồ tát bất thối chuyển, muốn làm cho họ nhàm chán quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nói như vậy: trí nhất thiết trí cùng với hư không bằng nhau, vô tánh làm tánh, tự tướng vốn không, các pháp cũng vậy, ngang bằng với hư không, vô tánh làm tánh, trong tự tướng không ấy, không có pháp nào có thể gọi là năng chứng, không có một pháp nào có thể gọi là sở chứng, chỗ chứng, thời chứng, và do đây mà chứng cũng bất khả đắc. Tất cả pháp đã ngang bằng với hư không, vô tánh, làm tánh, tự tướng vốn không. Vì sao các ông phải luống chịu khổ cực để cầu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Trước đây ông đã nghe các chúng bồ tát nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đó đều là ma thuyết, chẳng phải lời dạy chân chánh của Phật. Các ông nên bỏ tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đừng vì lợi lạc cho tất cả hữu tình tự chuốc lấy khổ cực suốt thời gian dài, tùy hành các loại khổ hạnh khó làm để mong cầu bồ đề, nhưng rốt cuộc không thể được. Khi đại bồ tát nghe nói những lời can ngăn như vậy, luôn xem xét kỹ việc của ác ma này muốn làm thất bại tâm đại bồ đề của ta, ta chẳng nên tin nhận lời ấy. Tuy là tất cả pháp ngang bằng với hư không, vô tánh, làm tánh, tự tướng vốn không, nhưng các hữu tình trải qua đêm dài sanh tử, không biết không thấy, buông lung điên đảo, gây ra các nghiệp trước lấy khổ sanh tử. Ta phải mặc áo giáp công đức tánh tướng như hư không, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như pháp đã thuyết. Vì các hữu tình làm cho họ được giải thoát các khổ sanh tử, đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, có thể làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình đến tận vị lai. Đại Bồ Tát này từ khi mới phát tâm đã nghe pháp này nên tâm vững vàng chẳng dao động chẳng thối chuyển. Dựa vào tâm vững vàng chẳng dao động chẳng thối chuyển này, thường chân chánh tu hành sáu pháp Bà La Mật Đa đã nhập vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lại chân chánh tu hành sáu pháp Bà La Mật Đa dần dần viên mãn, tháo gỡ hết trói buộc. Do đây được vào bậc bất thối chuyển, vì vậy ác ma dù đã thiết lập nhiều loại phương tiện làm thất bại, nhưng không thể làm thối lui tâm đại bồ đề mà bồ tát đã phát. Nếu đại bồ tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, đại bồ tát này vì không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, hay vì thối chuyển mà gọi là bất thối chuyển? Phật bảo: thiện hiện đại bồ tát này vì không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, cũng vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sao đại bồ tát này vì không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển? Vì sao cũng vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển? Phật bảo: thiện hiện đại bồ tát này vượt khỏi bậc thanh văn và độc giác, không thối lui vào trong hai bậc ấy, do đó nên nói vì không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đại Bồ Tát này xa lìa bậc thanh văn và độc giác, đối với hai bậc ấy nhất quyết lui bỏ, do đây nên nói vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Vì vậy nên Bồ Tát này được hai cách gọi, chẳng phải như các ngôi khác chỉ gọi là thối chuyển. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì chắc chắn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các ác ma không thể làm thất bại được. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, muốn vào sơ thiền cho đến đệ tứ thiền thì có thể vào tùy ý, muốn vào từ vô lượng cho đến xả vô lượng có thể vào tùy ý, muốn vào định không vô biên xứ cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ có thể vào tùy ý, muốn vào bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể vào tùy ý, muốn vào sơ giải thoát cho đến diệt tưởng thọ giải thoát có thể vào tùy ý, muốn vào sơ thắng xứ cho đến thắng xứ thứ tám có thể vào tùy ý, muốn vào định sơ tịnh lự cho đến định diệt tưởng thọ có thể vào tùy ý, muốn vào sơ biến xứ cho đến biến xứ thứ 10 có thể vào tùy ý, muốn vào pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể vào tùy ý, muốn phát khởi năm thần thông có thể phát khởi tùy ý,
Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này, tuy vào bốn tịnh lợi cho đến phát khởi năm thần thông, nhưng chẳng thọ quả báo. Do nhân duyên này nên chẳng theo năng lực tịnh lự vô lượng đẳng trí cho đến diệt định và các công đức khác mà thọ sanh, cũng chẳng lấy quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề. Vì muốn lợi lạc cho các hữu tình, nên tùy ý muốn thọ thân chỗ nào đáng thọ, thì ý muốn ấy đều được thành tựu ngay, làm việc nên làm, xong liền bỏ đi. Những Đại Bồ Tát thành tựu hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền thành tựu tác ý, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, chẳng quý sắc uẩn cho đến thức uẩn, chẳng quý nhãn xứ cho đến ý xứ, chẳng quý sắc xứ cho đến pháp xứ, chẳng quý nhãn giới cho đến ý giới, chẳng quý sắc giới cho đến pháp giới, chẳng quý nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chẳng quý nhãn xúc cho đến ý xúc, chẳng quý các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng quý địa giới cho đến thức giới, chẳng quý nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, chẳng quý tất cả duyên tánh duyên khởi, chẳng quý các tướng, chẳng quý vẻ đẹp, chẳng quý sở y, chẳng quý pháp có sắc không sắc, chẳng quý pháp thấy được và không thấy được, chẳng quý pháp có đối và không đối, chẳng quý pháp hữu lậu hay vô lậu, chẳng quý pháp hữu vi hay vô vi, chẳng quý pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng quý ngã, chẳng quý hữu tình cho đến chẳng quý người biết người thấy, chẳng quý đồ chúng, chẳng quý quyến thuộc, chẳng quý địa vị, chẳng quý của cải, chẳng quý bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng quý pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chẳng quý chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng quý thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng quý mười thiện nghiệp đạo, chẳng quý bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng quý năm thần thông, chẳng quý bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng quý pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng quý tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chẳng quý tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, chẳng quý cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chẳng quý pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, chẳng quý năm lại mắt, sáu phép thần thông, chẳng quý mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng quý đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, chẳng quý pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng quý trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng quý quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, chẳng quý tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng quý quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng quý sự trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, chẳng quý sự thành thục hữu tình, chẳng quý thấy nhiều chư Phật, chẳng quý sự vun trồng căn lành. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này hiểu rõ tất cả pháp ngang đồng như hư không, vô tánh làm tánh, tự tướng đều là không. Chẳng thấy có pháp nào có thể quý trọng, được sanh bị sanh, thời sanh chỗ sanh, do đây mà sanh, đều không thể nắm bắt. Vì sao? Vì tất cả pháp này cùng với hư không bằng nhau, tánh tướng đều không, vì nghĩa vô sanh vậy. Đại Bồ Tát này thành tựu tác ý, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, bốn oai nghi của thân, khi ra vào qua lại, hạ trần cất bước, tâm không tán loạn, oai nghi đi đứng ngồi nằm, tiến rừng và làm công việc, đều trụ chánh niệm. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện, vì lợi lạc các hữu tình, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền, hiện ở nhà thế tục, phương tiện thiện xảo, dù đang thọ hưởng năm thứ dục lạc, nhưng chẳng đắm nhiễm các thứ ấy, chỉ muốn mau cứu giúp các hữu tình. Nghĩa là các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần xe cho xe, cần đến tất cả vật cần dùng, đều mau cấp cho, khiến họ được mãn nguyện. Đại Bồ Tát này tự hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thường khen ngợi đúng pháp hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hoan hỷ tán thán người tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa.
Đại Bồ Tát này tuy vẫn ở nhà thế tục, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện thâu nhiếp các loại của cải, đầy cho thiện bộ cho đến 3.000 đại thiên thế giới, dùng để cúng dường Phật Pháp Tăng Bảo và bố thí cho các loại hữu tình nghèo thiếu. Đại Bồ Tát này dù đang ở nhà thế tục mà vẫn thường tu phạm hạnh, quyết không thọ dụng các cảnh dục xinh đẹp. Dù đang quản lý nhiều thứ của cải ngọc ngà châu báu mà chẳng đóng nhiễm các thứ ấy, lại khi hưởng thọ các thứ dục lạc và của cải châu báu, quyết không ép bức các loài hữu tình khiến họ sầu khổ. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển được những vương thần dược xoa cầm chày kim cương thường theo hai bên thầm bảo vệ những vị ấy. Các vị thần thường nghĩ thế này: Đại Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta nguyện sẽ đi theo âm thầm giúp đỡ cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Dòng họ thần dược xoa cầm chày kim cương theo bảo vệ không lúc nào rời bỏ, người chẳng phải người vân vân đều không thể làm tổn hại, trừ thiên ma phạm và các loài khác trong thế gian cũng không thể dùng pháp phá hoại tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã phát. Do nhân duyên này nên các đại Bồ Tát cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thân ý thư thả không ưu não. Năm căn thế gian của Đại Bồ Tát này thường không khuyết giảm, đó là mắt tai mũi lưỡi và thân căn. Năm căn xuất thế gian cũng không khuyết giảm, đó là tín tấn niệm định và tuệ căn. Thân thể của Đại Bồ Tát này đầy đủ tướng hảo trang nghiêm, các công đức nơi tâm mỗi niệm tăng tiến cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển thường làm bậc thượng sĩ, không làm kẻ hạ sĩ. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát thường được làm bậc thượng sĩ, không làm kẻ hạ sĩ? Phật bảo: Thiện hiện, tất cả phiền não của Đại Bồ Tát này chẳng còn hiện tiền, thiện pháp tăng tiến trong từng sát na, cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, bất cứ lúc nào tâm cũng không tán loạn. Vì thế ta nói Đại Bồ Tát này thường làm thượng sĩ, không làm hạ sĩ. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu tác ý quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, thường tu thanh tịnh thân mạng, chẳng làm chú thuật, chữa thuốc, xem bói, các việc tà mạng, chẳng vì danh lợi mà dùng bùa chú của quỷ thần nhập vào trai hay gái để hỏi việc tốt xấu, cũng chẳng chú nguyện cho trai gái lớn nhỏ báng xanh loài quỷ vân vân hiện ra những chuyện hiếm có, cũng chẳng bói tướng tuổi thọ dài ngắn, tiền của chức vị của nam nữ và các việc thiện ác, cũng chẳng dự đoán nóng lạnh được mùa mất mùa, lành giữ tốt xấu, làm náo loạn hữu tình, cũng chẳng chú nguyện hòa trộn thuốc thang tà đạo trị chữa bệnh tật kết hảo quý nhân, cũng chẳng vì người khác lãnh sứ mạng thông giao hiện tướng bà con bạn bè để mong lợi cầu danh, chẳng được nhiễm tâm xem nhìn nam nữ cười giỡn và nói năng, huống gì có việc khác, cũng chẳng cúng dường cung kính quỷ thần. Thế nên ta nói thường làm thượng sĩ, không làm kẻ hạ sĩ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp tánh tướng đều là không, trong tánh tướng không ấy chẳng thấy có tướng. Vì chẳng thấy có tướng nên xa lìa các thứ tà mạng chú thuật y dược xem tướng, mà chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường làm lợi lạc cho các hữu tình. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển tuy được thiện xảo các văn chương kỹ nghệ thế gian, nhưng chẳng đắm trước,
Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thấu rõ tất cả pháp rốt ráo là không. Trong sự rốt ráo không ấy, bao nhiêu văn chương kỹ nghệ mà thế gian có được đều bất khả đắc. Và lại văn chương kỹ nghệ của thế gian đều là những lời tạp uế thuộc loại tà mạng. Vì thế, tuy Bồ Tát biết nhưng không làm. Thiện hiện nên biết, đối với các thừa luận thế tục ngoại đạo, Đại Bồ Tát này biết rành rõ, nhưng chẳng ưa đắm. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thấu rõ tánh tướng tất cả pháp đều là không. Trong tánh tướng không ấy, tất cả thừa luận đều bất khả đắc. Và lại trong các thừa luận thế tục ngoại đạo đã thuyết, những sự lý phần nhiều có thêm bớt, đối với Đạo Bồ Tát không thể nào tùy thuận được. Vì chúng đều thuộc vào những lời hí luận tạp uế, nên các Bồ Tát biết nhưng chẳng ưa. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển còn có nhiều hành động tướng trạng khác nữa, nên biết đều là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói, ông hãy lắng nghe cho kỹ, suy nghĩ cho rốt ráo. Thiện hiện thưa thỉnh, dạ, xin Thế Tôn thuyết cho, hôm nay chúng con dốc lòng muốn nghe. Phật bảo, thiện hiện đã có Đại Bồ Tát bất thối chuyển, hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tùy thông suốt các pháp đều vô sở hữu, thường chẳng xa lìa tâm Đại Bồ Đề, nhưng chẳng ưa xem xét luận nói về các uẩn, các xứ và các giới. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã suy nghĩ rốt ráo, và thông suốt hoàn toàn chân lý về tánh tướng không của uẩn xứ giới. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc chúng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã suy nghĩ rốt ráo và thông suốt hoàn toàn chân lý về tánh tướng không của tất cả chúng. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc vua. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ bản tánh không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng hơn thua sang hèn. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc kẻ giặc. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ tự tướng không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng được mất cho và lấy. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc quân. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ bản tánh không, nên chẳng thấy các pháp có tướng nhiều ít hợp tan. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc đấu chiến. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã khéo an trụ lý chân như các pháp là không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng mạnh yếu thương giận. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về chuyện nam nữ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ các pháp không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng đẹp xấu thương ghét. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về xóm làng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ các pháp không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng tăng giảm hợp tan. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về thành ấp. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã trụ các pháp không, nên chẳng thấy pháp nhỏ nào có tướng nắm giữ hay không nắm giữ đẹp xấu. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về chuyện quốc độ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này an trụ thật tế, nên chẳng thấy các pháp có tướng lệ thuộc hay không lệ thuộc đây kia. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về tướng tốt. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này an trụ vô tướng, nên chẳng thấy các pháp có tướng đẹp xấu sai khác. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về đây là ta, đây là hữu tình, cho đến đây là người biết, đây là người thấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này an trụ rốt ráo không, nên hoàn toàn không thấy tướng ta, cho đến người thấy, hoặc tướng có, hoặc tướng không, hoặc sai khác. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về các việc thế gian như thế, chỉ ưa xem xét luận nói về bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu, xa lìa các tướng, có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này thường không xa lìa tác ý tương ương với trí nhất thiết trí, khi tu hành bố thí ba la mật đa, để bỏ việc san tham.
Khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa để bỏ việc phạm giới, khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa để bỏ việc giận hờn tranh chấp, khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa để bỏ sự lười nhác, khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa để bỏ việc tán loạn, khi tu hành bát nhã Ba La Mật Đa để bỏ trí tuệ xấu ác. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này tuy trụ tất cả pháp đều là không, nhưng lại ưa thích chánh pháp, chẳng thích phi pháp. Tuy trụ bất khả đắc không, nhưng thường khen ngợi công đức tam bảo. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này tuy tu hành tướng chân như các pháp và pháp giới đồng một vị, nhưng thích khen ngợi các loại công đức của chân như pháp giới. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này tuy biết các pháp rốt ráo đều là không, nhưng lại mến bạn lành chẳng ưa bạn ác. Bạn lành là Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát, hoặc hàng thanh văn hoặc độc giác, vân vân, có thể an lập giáo hóa hữu tình một cách hoàn hảo, khiến họ hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên cũng gọi là bạn lành. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này thích gần gũi tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác để lắng nghe chánh pháp. Nếu nghe Như Lai ứng chánh đẳng giác đang thuyết chánh pháp tại thế giới khác, nên dùng nguyện lực vãng sanh đến thế giới ấy, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, lãnh thọ chánh pháp. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này hoặc ngày hoặc đêm thường chẳng xa lìa tác ý niệm Phật, cũng chẳng xa lìa tác ý nghe pháp. Nhờ thiện căn này, những quốc độ nào có Phật Thế Tôn đang thuyết chánh pháp, vị ấy liền nương vào nguyện lực đến cõi ấy thọ sanh, hoặc nương thần thông đến đó nghe pháp. Do nhân duyên đó, nên các Đại Bồ Tát này đời đời kiếp kiếp sanh đến chỗ nào cũng không lìa Phật, thường nghe chánh pháp không có gián đoạn. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này thường làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, nên tuy có thể khởi lên tịnh lự về các cõi định vô sắc sâu xa, nhưng cũng phương tiện khéo léo khởi tâm về cõi dục để giáo hóa các hữu tình tu mười thiện nghiệp đạo, cũng theo nguyện lực sanh vào quốc độ hiện có Phật thuộc dục giới, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn để lắng nghe chánh pháp tu các thắng hạnh. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển thường hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến bát nhã Ba La Mật Đa, thường hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thường hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thường hành thánh đế khổ tập diệt đạo, thường hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, thường hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định, vô sắc, thường hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thường hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, thường hành các địa vị thù thắng của Bồ Tát, thường hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Điện, thường hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, thường hành mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thường hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thường hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, thường hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thường hành tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thường cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này thường không nghi ngờ đối với tâm địa của mình, không nghĩ ta là bậc bất thối chuyển, ta chẳng phải bất thối chuyển. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không thấy có chút pháp nào nơi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề để nói có thối chuyển hoặc nói không thối chuyển. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này không nghi ngờ đối với pháp của địa vị chính mình. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã hiểu rốt ráo thông suốt hoàn toàn đối với pháp của địa vị chính mình. Thiện hiện nên biết, như bậc dự lưu trụ quả dự lưu, không nghi ngờ đối với pháp của quả ấy. Bậc Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán Độc Giác và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, mỗi vị đều trụ quả của riêng mình, không có sự nghi ngờ đối với pháp của chính quả ấy. Đại Bồ Tát này cũng như vậy, đối với các pháp thuộc về địa vị bất thối chuyển mà mình đang trụ, thì biết rõ, thấy rõ, không còn mê hoặc nghi ngờ. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này trụ trong địa vị này, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu các công đức, nếu có việc ma khởi lên, liền giác tri ngay, chẳng theo thế lực của ma sự, mà chuyển đổi,
có thể tiêu diệt hoàn toàn các ma sự, giúp cho công đức tu hành chẳng bị chướng ngại. Thiện hiện nên biết, những người tạo nghiệp vô gián, tâm vô gián ấy luôn luôn theo sát họ cho đến lúc qua đời, cũng không rời bỏ. Vì sao? Vì nó hay phát sanh để tạo nghiệp vô gián, do thế lực tăng thêm nên chuyển biến mãi, cho đến khi qua đời cũng không thể chế phục được. Giá như có tâm tốt khác, cũng không thể ngăn ngại được. Đại Bồ Tát này cũng như vậy, khi an trụ địa vị chính mình, tâm chẳng dao động, không có sự phân biệt, nếu không bị trời, người Atula vân vân ở thế gian xoay chuyển nổi.